tại đại lý xe đạp An Tâm hiện tại đã cập nhật được rất là nhiều những mẫu xe cao cấp rồi để phục vụ các bác với nhiều phân khúc giá khác nhau. Nhưng ngày hôm nay thì em sẽ đưa tới cho các bác hai phiên bản xe đạp đua đến từ thương hiệu Sava. Thì Sava là một thương hiệu xe đạp đua rất là nổi tiếng đến từ Đức và dẫn đầu trong cái công cuộc mà sản xuất ra những cái bản xe đạp đua như này. Em hơi nhầm một chút. Sava thì sản xuất ra rất là nhiều mẫu xe, thì có cả xe đạp đua và cả xe địa hình để đưa tới cho các bác luôn. Và hôm nay thì em sẽ đưa tới cho các bác là hai bản xe đạp đua đến từ thương hiệu Sava. Thì hai bản xe này cũng mới ra mắt thôi và cũng đang được các bác ủng hộ rất là nhiều và quan tâm rất là nhiều tại kho xe đạp An Tâm. Thì ngày hôm nay thì em sẽ đưa tới cho các bác bản Sava X9 bản phiên bản 2 và là bản thường, và bản Sava X9 phiên bản R8170 để đưa tới cho các bác nhé. Và bản đầu tiên em giới thiệu cho các bác thì sẽ là bản Sava X9 phiên bản 2, và bản em đang đưa tới cho các bác đây là bản thường. Hiện tại bản này thì em đã cập nhật được đủ cả hai size, đó là size 44 và size 47. Sava đưa ra hai size rất là phù hợp với vóc dáng của người châu Á mình. Size 44 thì dòng đứng của nó thì sẽ là 44cm và dòng ngang thì là 50. Còn size 47 thì dòng đứng là 47 và dòng ngang thì là 52 nhá. Các bác có thể lựa chọn cái size số cho phù hợp với chiều cao của mình để có thể đi xem cách ok nhất. Và có 4 màu, đó là màu đỏ như các bác đang nhìn thấy trên video đây. Ngoài ra thì có bạc titan này, xanh ánh tím và màu đen nữa. Cũng có cả bản Pro nhé. Bản Pro thì em cũng đã lên rất là nhiều video rồi. Thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác về cấu hình của bản xe này, để các bác có thể qua video của em thì có thể tham khảo thêm này. Nếu mà bác nào ok ưng ý hai bản xe ngày hôm nay thì có thể là alo trực tiếp em, hoặc là kết nối Zalo, số điện thoại em để trên tiêu đề video đây, để đưa ra quyết định mua cho mình những cái bản xe cao cấp như thế này. Thì các bác cần phải chọn những shop xe cực kỳ uy tín, cũng như là sẽ phải được cần được tư vấn rất là kỹ càng về size số cũng như là về màu sắc và các dòng xe luôn, đúng không ạ? Thì đầu tiên bản này thì sẽ được thiết kế là khung sườn này, cuộc đằng trước và cọc yên thì sẽ được làm bằng carbon Toray T800, một chất liệu đã rất là đẳng cấp rồi. Con này nặng 9kg giúp em nhé. Bô tăng và ghi đông của bản này thì sẽ được đúc nguyên khối như này và sẽ được làm bằng nhôm cao cấp nha các bác ơi. Ghi đông thì sẽ được thiết kế theo dáng đầu cá mập, cực kỳ đẹp và cực kỳ thể thao luôn. Bộ tay đầy lắc, tay đầy số thì sẽ sử dụng hai lưỡi gà to để lên lip này, lưỡi gà nhỏ xuống lip, và tích hợp cùng phanh cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và tích hợp như này thì khi các bác đi xe thì sẽ chuyển đĩa này, chuyển lip, tăng tốc cũng như là xử lý tình huống trên đường rất là nhanh chóng luôn. Ghi đông đã được uốn cho các bác sẵn một lớp dây uốn rồi, rất là êm ái này, cũng như là không bị trơn tay trong cái thời tiết nắng nóng mà các bác đi có bị ra mồ hôi tay nhá. Với cái bản xe này thì có rất là nhiều bác hỏi em bảo là không có phanh phụ ấy, thế nên là bác chưa quen lắm thì đi kiểu gì cho nó hợp lý. Nếu bác nào đã đi quen rồi, đi với tốc độ cao, đi đường trường thì các bác để tay phanh bên dưới đây nhá, để lái xe này. Nếu mà bác nào mới chuyển qua chơi dòng xe này mà chưa quen với việc chưa có phanh phụ, hoặc là đi với tốc độ bình thường thôi, vừa phải thôi, thì các bác có thể để tay ở phía bên trên đây là các bác đã sử dụng được phanh rồi, sử dụng được phanh và sử dụng được bộ đè lắc đè số rồi, rất là dễ dàng thôi. Nếu mà các bác đi với tốc độ vừa phải, đi thong dong, đi ngắm cảnh hóng gió buổi chiều thì các bác có thể để tay ở phía bên trên đây thì rất là thoải mái thôi. Ghi đông và khung sườn được thiết kế theo dáng khí động học để các bác đi xe thì sẽ giảm được lực cản của gió này, thì các bác sẽ đạt được tốc độ cực kỳ cao trong quá trình các bác di chuyển nhé. Bản này thiết kế dáng rất là tinh tế cũng như là rất là gọn gàng, bởi vì dây đã được đi âm trong sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn. Phía bên dưới đây thì cũng đã có hai con ốc sẵn ở đây để các bác có thể là bắt những cái phụ kiện khác, như là các bác có thể bắt đồng hồ này, hay là các bác bắt kế những cái nghỉ tay, thì đã có sẵn hai ốc ở đây cho các bác rồi nhá. Chuyển sang phía bên dưới đây thì phần phuộc xe thì cũng đã được làm bằng carbon Toray T800 rồi. Vành của bản này thì sẽ là vành nhôm 3 xăng chính hãng đến từ nhà Sava luôn nha các bác. Và lốp thì sẽ mang một bản lốp cực kỳ lý tưởng luôn, đó là lốp Continental Ultra Sport, mang thông số là 700x25C. Bản lốp này thì chính xác là bản lốp của một bản xe đạp đua luôn, và lốp này thì cũng sẽ là chính hãng của bản xe đạp đua luôn ạ. Thế nên là các bác nhìn vào bản lốp rất là đã, cũng như là đi thì trên đường thì sẽ rất là lướt luôn, được không ạ? Ở bản thường thì phanh của bản này thì sẽ được trang bị là phanh đĩa củ dầu, là một bản phanh cũng đã rất là cao cấp, an toàn và cực kỳ chính xác luôn rồi. Cốt trục bánh trước sau được sử dụng cốt trục rất là to này, để các bác đi xe thì sẽ khỏe xe hơn rất là nhiều ạ. Lốp thì sẽ là lốp có xăm bơm hơi nha các bác. Chuyển đồng phía đằng sau thì em sẽ giới thiệu cho các bác về bộ chuyển động này. Bộ chuyển động thì sẽ được trang bị là 2 tầng đĩa phía trước và 10 tầng líp thả ở phía đằng sau. Bi bạc đạn các bác, trục rỗng này, bộ đủ đĩa nhôm của Pro Wheel, và bộ chuyển động bao gồm là bộ tay đè lắc, tay đè số này, gạt đĩa, gạt lip sẽ đến từ nhà Shimano Tiagra 4007, là một bộ chuyển động cũng đã rất là cao cấp luôn rồi. Đùm trước sau đấy chính hãng đến từ nhà Shimano nha các bác. Ở bi bạc đạn rồi này, bộ chuyển động cao cấp rồi, thế nên là bản xe này chuyển động thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn nha các bác ơi. Đấy, chuyển động cực kỳ nhẹ nhàng, độ trớn của xe đạt được sẽ rất là cao luôn ạ.
Và cái hơn hẳn so với cái phân khúc giá như vậy là bản xe này còn được trang bị thêm chứng chỉ UCI, được dán ở trên phần cọc đứng của xe cũng như là phần phuộc trước của xe, chứng nhận một bản xe đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua được rồi. Bản này thì em cũng đã có đủ size, đủ màu cho các bác lựa chọn nhá. Và em cũng xin đưa giá tới các bác luôn. Giá của bản này em đang đưa tới các bác giá niêm yết tại công ty, giá là 18.900.000 đồng. Miễn phí giao hàng tận nhà và tặng kèm những phụ kiện cho các bác như sau. Phụ kiện tặng kèm sẽ bao gồm là gọng bình này, bình nước, đèn chiếu sáng, đèn hậu và thêm một giá để xe nữa để các bác có thể dựng xe một cách ok hơn nhé. Và những bản xe cao cấp như thế này thì từ nhà sản xuất đã tặng kèm cho các bác, bao gồm là cà lê này cũng như là cả bộ lục lăng để các bác có thể lắp xe và căn chỉnh xe được rồi nhé. Giá là em xin nhắc lại nhé, Sao X9 phiên bản 2 bản thường, giá niêm yết từ công ty 18.900.000 đồng, miễn phí giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành cả nước, tặng kèm phụ kiện xe cho các bác đầy đủ luôn ạ. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu xe thứ hai trong video của em ngày hôm nay. Mẫu xe thứ hai thì sẽ là một bản xe cao cấp hơn. Bản xe đó cũng đến từ thương hiệu Sava nha. Dòng này thì cũng mới ra thôi và bên em cũng đã cập nhật được và gửi tới cho các bác rồi ạ. Bản này em cũng xin báo với các bác luôn, dòng này là một bản xe cao cấp và đắt tiền đấy nhá. Bản này là Sava X9 R8170. Là một bản xe đã chuyển sang sử dụng là group điện rồi, được không ạ? Bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác về cấu hình cũng như là sẽ cập nhật giá cho các bác sau khi em đã giới thiệu chi tiết nhé. Dòng này thì sẽ được thiết kế là full carbon Torete 800 luôn, nên là trọng lượng của xe sẽ rất là được đảm bảo nhé. Con này 8,1 kg giúp em, được không ạ? 8,1 kg, rất là nhẹ nhàng thôi. Và màu em đang lên cho các bác đây là màu cham neon và size 47 nha các bác. Tô tăng và ghi đông thì cũng sẽ được đúc liền nguyên khối như thế này và cũng sẽ là carbon Torete 800 nhá. Thiết kế dáng đầu cá mập rất là đẹp này. Bề ngang của ghi đông thì cũng sẽ rất là rộng luôn. Thế nên là các bác đi xe sẽ rất là đẹp luôn nhá. Bản này thì thay vì sử dụng cái bộ tay đè lắc, tay đè số ấy, thì nó sẽ sử dụng là group điện như thế này. Đấy, sẽ sử dụng là ấn nhá các bác, ấn bên trong này, ấn bên trong để lên số này, xuống số ở phía bên ngoài đây và tích hợp cùng phanh cực kỳ nhẹ nhàng cho các bác luôn ạ. Đã cuốn ghi đông sẵn cho bác rồi và dòng này thì cũng sẽ được thiết kế dây sẽ đi âm sườn và âm trong tay lái toàn bộ luôn. Thế nên là các bác nhìn vào một bản xe thì rất là tinh tế cũng như là cực kỳ gọn gàng luôn, đúng không ạ? Là một bản xe cao cấp rồi, thế nên là nó sẽ chỉn chu cho các bác từ những chi tiết nhỏ nhất, từ những chi tiết của dây da uốn ở trên phần ghi đông này đến những chi tiết cắt gọt ở trên phần ghi đông pô tăng cũng như là những chi tiết cắt gọt ở phần khung sườn đã được chỉn chu cho các bác, nhìn rất là sắc nét và cực kỳ đã mắt luôn. Sơn thì được sơn những lớp sơn rất là cao cấp, thế nên là nhìn xe sẽ rất là bóng bẩy và cực kỳ đẹp luôn, đúng không ạ? Phuộc đằng trước cũng sẽ là phuộc carbon rồi này. Phanh của dòng này thì sẽ sử dụng một bản phanh rất là cao cấp luôn, đó là phanh đĩa dầu của Shimano Ultegra R8170 nha các bác. Đấy, rất là cao cấp luôn rồi đấy các bác. Phanh thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn, bản phanh này các bác đi quá nhẹ nhàng luôn nhá. Bánh trước sau thì sẽ được trang bị cốt trục rất là to này. Vành carbon 5 xăng chính hãng đến từ nhà Sava cho các bác. Và lốp thì cũng sẽ mang lốp Continental Ultra Sport, mang thông số là 700x25C. Đùm trước sau thì cũng đều là đùm nhôm, chính hãng đến từ nhà Shimano luôn nha các bác ơi. Chuyển xuống phía đằng sau thì em giới thiệu cho các bác về bộ chuyển động nhé. Bộ chuyển động của bản xe này sẽ được trang bị là 2 tầng đĩa phía trước và 12 tầng líp thả phía đằng sau, bi bạc đạn và được trang bị groupset Shimano Ultegra R8170DI2, bao gồm là bộ tay đề số này, bộ gạt đĩa này, bộ đùi đĩa, bộ líp và bộ chuyển líp đến từ nhà Shimano Ultegra R8170DI2 nha các bác. Và sử dụng là group điện này các bác, sử dụng là group điện nhá. Có nghĩa là các bác sẽ lên số này, lên đĩa, xuống đĩa và lên líp, xuống líp bằng group điện ở phía bên dưới đây nhá. Thế nên là khi các bác đi xe thì sẽ sử dụng cực kỳ mượt mà cũng như là rất là nhạy bén luôn, đúng không ạ? Và bản xe này là một bản xe cao cấp đây các bác. Độ trớn của xe đạt được sẽ rất là cao này. Và bản xe này trên khung của nó thì cũng sẽ được cấp chứng chỉ UCI rồi nha các bác. Dán ở trên phần cọc đứng của xe như thế này và phần phuộc đằng trước của xe nhá. Các bác có thể qua video của em thì có thể thẩm cái độ xịn sò này. Đây, ở phuộc đằng trước cũng sẽ có nhá. Nhìn một bản xe về tổng thể của xe thì cực kỳ đẹp luôn. Yên xe được thiết kế dáng rất là thể thao rồi. Có ô thoát khí ở giữa cho các bác để các bác đi xe sẽ thoải mái hơn. Đi đường trường thì sẽ cực kỳ thoải mái luôn, đúng không ạ? Và bản xe này thì tại bên nhà em cũng đang có đủ size và đủ màu cho các bác để các bác có thể lựa chọn nhá. Bản này em cũng xin đưa giá tới các bác luôn. Em cũng nói từ đầu video là bản xe này là một bản xe cao cấp và đắt tiền rồi, đúng không ạ? Giá niêm yết tại công ty 68.500.000 đồng. Bên nhà em sẽ miễn phí giao hàng tận nhà 63 tỉnh thành cả nước, tặng kèm phụ kiện xe đầy đủ cho các bác luôn. Bác nào đang trong video của em mà quan tâm đến hai bản xe của em ngày hôm nay đang giới thiệu đây thì các bác có thể là kết nối Zalo trực tiếp, số điện thoại em để trên tiêu đề đường like, để có thể là
xem chi tiết nhất về các bản xe. Còn nếu mà bác nào ở gần đại lý xe Đạp An Tâm thì có thể là qua tận nơi xem những cái bản xe như thế này nhá. Thì mình xem được tận nơi thì mình sẽ nhìn được hết về xe cũng như là về chi tiết luôn. Và bên nhà em cũng sẽ hỗ trợ ship 63 tỉnh thành. Bác nào không đến tận nhà xem xe được thì có thể là kết nối Zalo, số điện thoại em để phía bên trên đây để có thể xem xe chi tiết cũng như là gọi video xem xe cận cảnh hơn nhá. Video của em ngày hôm nay cũng đã giới thiệu chi tiết cho các bác hai bản xe, đã báo giá rất là chi tiết rồi. Bác nào có nhu cầu alo em. Và bên nhà em thì vẫn sẽ là một đại lý chuyên cung cấp cho các bác những cái mẫu xe đạp thể thao từ bình dân cho đến tầm trung cho đến cao cấp, từ tay cong cho đến tay ngang. Có rất là nhiều mẫu xe và nhiều tầm giá khác nhau rồi. Thế nên là bác nào muốn mua xe tầm giá nào thì cứ liên hệ trực tiếp em. Và video của em hôm nay xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Các bác vào xem kênh của em, yêu quý em, yêu quý kênh, nhớ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và ấn vào chiếc chuông ở phía bên dưới để có thể nhận được những thông báo mới nhất về video cũng như là đường like bên nhà em đăng tải nhá. Cảm ơn các bác đã xem hết video ạ.